Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Ở tập trước thì mình khá là may mắn khi mà bắt được hai em Pokemon mới ở trong một cái khu rừng gỗ sồi, đó chính là em Virizion nè, cũng như là em Terrakion. Hai em này đều level 70 á các bạn ơi. Ngoài ra thì mình cũng đã lấy em Tyrant nè và em Omanai từ trong cái chỗ triệu hồi Pokemon từ những cái hóa thạch rồi. Và mình cũng có trend để hai em này có được một cấp độ nhất định á. Giờ thì mình sẽ cho mấy em này ăn kẹo nhé, để mau lên cấp và tiến hóa hơn. Và cấp 39. Như vậy thì Omanai khi mà lên level 40 á thì sẽ bắt đầu cái quá trình tiến hóa các bạn ơi. Không biết khi Omanai tiến hóa thì sẽ trở thành hình dạng như thế nào nữa, có to lớn hơn không. Ui, hình dạng thì nó chỉ thay đổi một xíu trên phần vỏ thôi và trở thành Omastar các bạn ơi. Học được một kỹ năng mới nè, mình sẽ dạy cho máy luôn đi để có thể mạnh hơn nhá. Omastar thì không thay đổi nhiều lắm về kích thước á. Rồi và kế đến á, thì mình sẽ cho Tyrant ăn kẹo nhá để lên mau lên cấp hơn. Và Tyrant khi lên level 39 thì đã bắt đầu quá trình tiến hóa rồi nè. Vậy là Tyrant thì 39, còn Omanai thì level 40 các bạn ơi. Ui ui ui, nhưng mà Tyrant khi mà lên level 39 thì tiến hóa thành Tyrant Trump với kích thước khổng lồ luôn. Ui các bạn coi này, lúc nãy á thì Charizard bé xíu, Charizard lớn hơn so với Tyrant rất là nhiều, nhưng mà bây giờ Charizard đã trở thành một Pokemon bé xíu đối với Tyrant rồi kìa. Đúng là khi tiến hóa em Tyrant to thiệt các bạn ơi. Ủa cái này nếu mà lên cấp nữa thì sẽ to hơn nữa ấy. Wow, giờ còn có râu rồi à. Ui, trở thành ông cụ non rồi. Mới level 39 thôi mà đã có râu rồi kìa. Vậy để sắp tới mình sẽ grant cho em Tyrant này hé, lên level cao cao xíu nhá. Ủa nhưng mà, ủa mình đâu rồi. Ui. Mình ở ngay phần bụng của Tyrant rồi các bạn ơi. Tyrant bự đến mức che luôn cả mình cơ. Wow, Tyrant có thể nói là Pokemon ngầu nhất trong đội hình của mình hiện tại rồi, mặc dù chỉ mới level 39 thôi á. Ui, công nhận đẹp thiệt các bạn ơi. Sắp tới nhất định mình phải train cho Tyrant mới được á. Rồi và trong ngày hôm nay á thì mình dự định sẽ đi qua cái khu vực mà ở tập trước mình tìm được á, đó chính là một cái Roshan Screen. Với cái khu vực này thì mình có thể triệu hồi được một Pokemon đó nha. Nhưng mà để triệu hồi được thì trước tiên mình cần phải luyện cho mình một cái orb chứ cái đã. Cái orb này thì chúng ta có thể nhặt được từ việc farm những con boss đó các bạn ơi. Mình sẽ về nhà chế tạo nó thêm một tí, chứ cái orb này bình thường thì không có luyện được. Mình sẽ cho vào đây một cái mình nhớ mình có nhặt được một cái water stone mà ta. À đây nè. Có nhặt được một cái water stone từ một cái chest. Và bây giờ thì mình sẽ cho hai cái này vô trong để tạo thành một cái orb of Roshan Soul nè. Với cái orb này á thì chúng ta có thể luyện và sau đó triệu hồi được Pokemon từ cái Roshan Screen á các bạn ơi. Và cái này cách luyện nó như thế nào thì chúng ta chỉ cần trang bị theo cái này là đúng không, rồi sau đó đi farm Pokemon thôi. Mình sẽ cưỡi, chưa, sẵn đây mình sẽ test thử coi Omasta nhỏ gì mình có cưỡi được không. Omasta nhỏ quá cưỡi không được các bạn ơi. Và không có skill khác luôn hả. Còn Tyrant cũng không có skill khác luôn. Tiếc ha, hai em đó nhìn có hơi hùng mạnh nhưng mà không có skill khác các bạn ơi. Ví dụ như ở đây có em Makicap nè, mình sẽ kiêu chiến với em ấy để farm nhá. Đây mình sẽ dùng một kỹ năng đánh nhanh nè. Rồi và được con cá thì mình không lấy đâu. Và ý, ui chết, phải để dưới này mới được, để dưới này mới tính các bạn ơi. Mình để trên tay trái thì nó không có tính á. Đây farm lại em Golden nè. Và mình sẽ nhặt được cá. Đó, các bạn thấy độ bền không? Hiện tại thì nó đã giảm được một độ bền nè. Tức là mình phải farm 374 Pokemon nữa thì mới có thể hoàn thành xong cái quá trình luyện cái orb này á.
Nhưng mà không sao đâu, giờ mình có mấy Pokemon cũng tương đối mạnh rồi, nên chắc farm cũng không quá khó. Nhưng mà với đội hình này thì mình nghĩ mình nên thay đổi một xíu nha. Ở đây thì mình sẽ tạm thời thôi cho em Tyrant vô trong nè, cũng như là Old Master vô trong nha. Giờ trong dạng Pokemon cổ đại của mình á, thì mình thấy em Tyrant là ngầu nhất nè, cũng như là kích thước khủng nhất. Kế đến là em Bastiodon này cũng khá là to nè, rồi em Aurarus. Nhưng mà có vẻ em Tyrant vẫn là ngầu nhất các bạn ơi. Để sắp tới mình sẽ train hết mấy em Pokemon tiền sử đó nha. Còn giờ thì mình sẽ đem ra thêm một em, đó chính là em nào cái rài ít đánh ta. Mình sẽ đưa ra ngoài á, chứ để mấy em này trong này hoài thì cũng kỳ. Em rồng ba đầu thử đi, thì hôm nay cho Rayquaza vô trong một hôm nhá, cũng như là Victini nè. Và cái đến là thử em Keo Keo Keldeo nè. Đúng rồi, lâu lắm rồi chưa cho Keldeo ra ngoài á. Rồi với dàn Pokemon này thì mình sẽ bắt đầu đi luyện những cái ọp nhá. Và chắc mình sẽ qua vùng Roshan Stream này đi, để bên đây á mình coi coi còn Pokemon Legendary nào khác xuất hiện không cái đã. Chứ hôm qua mình qua đây á thì không có gặp được Pokemon huyền thoại các bạn ơi, cũng khá là tiếc nữa. Để coi coi. Đó các bạn có thấy không? Đúng là dùng lạnh cũng rất là kén Pokemon xuất hiện luôn. Thường thường mình đi ít nhất cũng gặp một hai em Pokemon trước mặt, giờ đi chả thấy em nào luôn á. Ở đây đây đây. Lâu lâu thì có mấy em hình cái que kem nè. Mình sẽ lấy bóng Pokemon ra để bắt em ấy nha. Để đó sẵn tiện mình sẽ sưu tầm luôn. Bắt em nè. Đằng kia cũng có em cây kem nữa kìa. Và được không? Chắc được rồi, tại vì em này cấp khá là thấp á các bạn ơi. Ý. Ủa, mình chở ra trong đây có một cái rất là hay luôn á các bạn ơi. Để mình chở về nhà mình chế tạo cho các bạn xem luôn nhá. Quên 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 nữa, đi khám phá. Mấy bạn nào mà thích đi khám phá thì chắc chắn sẽ rất là thích cái món đồ này cho coi. Nhưng mà đầu tiên mình cần phải có redstone nè, rồi cần phải có những cái play. Và mình sẽ chạy lên nhà của chị Tám một cái để coi coi nhà chị ấy có còn những cái que không ấy đã, để mình chế tạo ra một cây đuốc redstone đó. Ở đây đây có gỗ nè, mình sẽ đổi cái ván và chế tạo ra que là một cây đuốc redstone. Thì công thức giống như vậy. Kế đến thì mình cần phải có thêm những cái tấm kính nè. Đủ chưa ta? À còn thiếu một thứ nữa, một cái nút bấm. Đấy rồi, đấy rồi, đủ rồi, đủ rồi các bạn ơi. Và cái đó được mang tên là một cái camera. Đây đây, công thức camera. Và làm luôn một cái nè. Nhưng mà camera này hiện tại á thì mình chỉ bật lên và chưa có bấm chụp hay là quay được á. Mình cần phải có một cái được gọi là cuốn phim á nha. Và cuốn phim thì trong đây được chế tạo như thế nào? Phim thì mình cần phải có túi mực nè, giấy và redstone hả? Để mình vô trong nhà chị tá kiểm tra thêm một lần nữa. Giấy thì chắc mình phải đổi từ mía rồi, mà không biết lần trước mình có thu hoạch mía không nhỉ? À đấy, có luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi giấy, mía thì mình sẽ đổi ra giấy nè. Kế đến là túi mực. Túi mực chắc mình... đúng rồi, túi mực mình không có rồi. Buồn luôn. Giờ mới đi farm mấy em Pokemon dưới nước để tìm túi mực á. Redstone mình sẽ chuẩn bị sẵn đi. Rồi, farm mình đã có được một mớ... những cái thứ cần thiết để làm ra cuốn phim rồi đó, nhưng mà còn thiếu túi mực. Để mình chịu khó qua vùng đầm lầy mình farm một xíu rồi sau đó trở về nhà để mình chế tạo phim nhá. Có phim thì mới chụp và quay ảnh được á. Đi đến cái vùng này thì mình gặp được một em Pokemon Legendary đằng kia các bạn ơi. Cobalion. Nhưng mà phía dưới mình đang có em bọ này nè, Seedr. Hay là mình sẽ thử bắt em này đi. Các bạn có chỉ mình á là em này có một cái skill rất là hay luôn á, dùng để mình đánh thấp máu những Pokemon khác á, rất là tiện trong việc thuần phục luôn. Nên mình sẽ thử bắt em này bằng một cái Dust Ball nhá. Hy vọng là được, hy vọng là được. Ui chiếc này được rồi. thành công rồi, đã bắt được em Seedr. Giờ thì mình sẽ nhanh chóng qua bên đây để xem coi em Cobalion này như thế nào, rồi mình sẽ thử thuần phục nhá. Hình như em Cobalion này cũng chung với em Virizion và em còn lại nữa, em còn lại tên gì mình không nhớ rõ nữa. Terrakion đấy các bạn ơi. Khiêu chiến với mình luôn kìa. À em này hăng ghê luôn á. Nhưng mà mình sẽ đổi Pokemon nào yếu yếu một xíu để mình đánh á, tại vì mình sợ mình đánh một hit thì sẽ đánh gục luôn em này thì tiếc lắm.
Wow, với một hit thì Keldeo của mình đã đấm Cobalion theo mất rất là nhiều máu luôn rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ nhanh chóng sử dụng cái Dust Bowl đi, tranh thủ lúc mà trời còn đang bình minh á các bạn ơi, thì mình sẽ dùng Dust Bowl để bắt cho dễ dàng hơn nha. Cái gì? Mình chỉ mất hai quả bóng Pokemon thôi, một cái Dust Bowl đầu và cái Ultra Ball thứ hai thì mình đã bắt được. Em đâu rồi? Cobalion. Lên ghê luôn á các bạn ơi. Được thiệt sự, được thiệt sự. Và giờ thì mình sẽ sắp xếp lại Pokemon cái đã. Ở đây á thì mình còn có thể thay đổi cái nền nữa cơ. Đây mình sẽ thử đổi nền nha. Đây là dạng Legendary của mình. Mình sẽ để cái nền này đi dành cho nó chuyên nghiệp một xíu nha. Còn có thể đổi nữa cả tên nữa cơ. Đây mình sẽ thử đổi tên nè. Mình sẽ đặt là Poke Huyền Thoại nha. Đó, để mình sẽ dễ dàng nhận biết hơn. Đó, vậy là xong rồi. Công việc của mình bây giờ là cho những em Pokemon Huyền Thoại vào trong đây. Và mình sẽ cho em Seeder đứng ở góc dưới nè, để mình dễ dàng biết hơn. Còn em nào nữa không? Em Keldeo thì đem ra ngoài lại nhá. Xong rồi, vậy là đã có được tới 3 em Pokemon ở trong một khu rừng cơ. Và hình như mấy em này được mệnh danh là Pokemon Thánh Kiếm thì phải á. Nhưng mà bây giờ thì mình phải trở lại với công việc farm thêm túi mật để về nhà làm những cái cuộn phim thôi các bạn ơi. Bắt được em Pokemon huyền thoại đó là cũng khá là vui rồi á. Ở đây á có một con boss, cái này là em Alakazam đúng không ta? Hình như là Alakazam, đúng rồi đúng rồi. Mình sẽ thử farm con boss này nha. Đây triệu hồi ra một cái nè. Ấy da, ui, khiêu chiến thôi. Ủa? Ủa sao khi... À đây 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 được rồi. Phải dùng ở phía dưới cái phần bóng của em này thì mới khiêu chiến được. Và cấp 107 thôi. Mình nghĩ mình có thể tấn công được em boss này. Ui, chạy rồi. Ui, lại là tiên chiêu cũ ha. 36 kế các bạn ơi, chạy là tượng sách. Chơi mà chơi chuồng không vậy? Dân chơi gì kỳ rồi. Dân chơi chuồng rồi. Buồn ghê luôn á, toàn gặp dân chơi chuồng không à các bạn ơi. Sau khi đã có được những cái túi mật á, thì mình nhanh chóng bay về nhà để có thể bắt đầu cái công việc chế tạo thôi các bạn ơi. Mình sẽ cho vô bàn chế tạo nè, đặt theo công thức nằm ngang gì đúng không? Túi mật một cái. Đây đây đây, gì mới đúng. Và mình chỉ làm được có ba cái cuộn phim thôi. À không, mình có thể làm nhiều hơn nữa bằng cách lấy thêm cái Redstone nè. Rồi, vậy là mình có tới tận 5 cái cuộn phim lận á. Được kỳ sự và ta da, xong rồi, xong rồi. Giờ thì đã có thể lên đường và bắt đầu quay phim chụp ảnh rồi đó nha. Khi mở camera lên nè, các bạn để ý bên góc phải trên trên một xíu á. Nó có số 5 hình cái cuốn phim kìa. Đó, mình có thể làm được tới 5 bức ảnh lần đó nha. Và mang về để trưng bày luôn. Và mình sẽ trở lại các khu vực Roshan Stream trước cái đã. Đây, trở lại rồi. Đi tìm Pokemon huyền thoại của cái khu vực này thôi. Mình phải quyết tâm tìm được một số Pokemon huyền thoại khu vực này mới được á. Chứ khu vực rộng lớn như vậy không có thì buồn lắm luôn. Rồi, đi thôi Charizard ơi. Lâu quá rồi mới cưỡi em Charizard đi xung quanh đây á. Ui. Ở đây có em chim gì nè. Rồi, khiêu chiến mình đã cấp 31 thôi. 31 thì yếu quá. Mình sẽ thử coi coi có cái bóng nào mà mình giục liền được không. Thử vận mà với cái Premier Ball coi. Cái bóng này chọn nó đó, đó chọi gai cam cam nhìn đẹp cực luôn á. Và liệu rằng đẹp thì có bắt được không? Ui. Đẹp mà bắt khủng lắc rồi. Ok, để mình sẽ đổi bóng Pokemon khác để thử bắt em chim này nhá. Rồi, rốt cuộc thì em ấy cũng chịu về đội của mình rồi các bạn ơi. À, mình coi coi em ấy nằm đúng cái slot không. Ui, nằm sai chỗ rồi. Mình phải chuyển qua đây nè các bạn ơi, để cho em ấy nằm đúng chỗ. Rồi một xíu mình bắt cái Pokemon mình sẽ dễ lựa ra hơn. Và mình sẽ thử cho cái em đâu rồi ta, đây cái em Sider này vô trong thử nhá. Hình như em này có một skill, để mình coi coi phần kỹ năng coi. Hình như kỹ năng này thì phải. Nè 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 nè, nếu mình sẽ tấn công đối tượng sẽ còn một máu á. Thử 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 với em này nha. Bơ mai nè, thử xem coi. Cái ấy nhầm Pokemon rồi. Em Sider mới đúng. thử xem liệu rằng một kỹ năng có thật sự là đánh còn một máu không nhá. Tấn công nè, Thorn Sweep. Ui. Hình như có vẻ em này còn nhỏ gấp nên không tấn công còn một máu nổi các bạn ơi. Chắc mình phải ít nhất là
bằng cấp hoặc hơn cấp xíu á. Vậy thôi dùm sẽ đổi kỹ năng đi, thử sử dụng kỹ năng hệ bóng tối xem. Em này còn mới cấp 22 thôi à, nên khá là yếu luôn. Phải nhờ đến sự giúp sức của Arceus thì mới có thể bắt được em Pokemon nhỏ xíu kia. À, để mình hồi máu cho em Shader tí nha. À, cũng tội cho em ấy mới có cấp 20 mấy thôi mà mình cho vô chiến đấu rồi. Ủa đây em Pokemon gì vậy? Ủa bây giờ mới xuất hiện thêm Pokemon này các bạn ơi. Skiddo. Em này là Pokemon hệ lá hả? Ủa có cái nét gì đó giống em đó là em gì? Tơ Linh á các bạn ơi nè, giống em Tơ Linh á. Nhưng mà có điều có phần nhiều lông hơn thôi. Được được, mình sẽ thử bắt em này luôn nhá. Giờ đang ban đêm đúng không? Thử dùng Dust Ball, liệu rằng một Dust Ball có thể bắt được em ấy. Để đỡ quánh nhau thôi chứ không gì hết trơn á, ban đêm nó bắt được luôn rồi. Tuyệt vời tuyệt vời. Ở đây ê, có em Pokemon hỉ mũi nè. Dễ thương quá à. Được được, bắt luôn bắt luôn. Hôm nay qua vùng này gặp nhiều nhiều Pokemon rồi nè, chứ hôm kia đi qua ít xịu Pokemon luôn á. Rồi bắt được em ấy rồi. Đi tiếp thôi, em này thì mình đã bắt rồi nhá, nên mình sẽ không có bắt tiếp. Ủa và đây là em Pokemon Sandrill và em ấy hệ đất hả? À như vậy thì ở cái vùng sa mạc thì em ấy có màu vàng, nhưng mà ở vùng băng á thì băng tuyết thì em ấy sẽ có màu trắng luôn á các bạn ơi. Vậy là mỗi vùng thì sẽ có một cái hình dạng khác nhau. Hay thiệt á. Cũng như Meow vậy á. Meow thì cái vùng mà đồng bằng á thì thường thường là có làn da hơi vàng đúng không? Nhưng mà ở trong dàn Pokemon của mình có em Meow hình như da không được vàng cho lắm. Đâu rồi ta? Đây nè nè. Meow da xám các bạn ơi. Hình như đợt đó mình bắt ở dưới cái khu vực Ultra Beast thì phải á. Ừ đúng rồi. Ui bên đây có em Pokemon gì đây? Bơ mai hả? Hình như đây dạng tiến hóa rồi. Để mình xuống dưới đây mở cái chat này thử xem coi ra cái gì nhá. Mở thử nè. Được một cái Heavy Ball. Hên thì sự luôn á. Ui đây là cái Heavy Ball đầu tiên mà mình mở ra các bạn ơi. Cái này thì bắt những Pokemon có kiểu như là cân nặng cao á. Mình kiếm em Pokemon nào cân nặng khủng khủng mình bắt thử xem coi như thế nào nhá. Cái hố ultra đó thì hôm khác mình xuống cũng được, tại vì bây giờ mình muốn xuống thì mình chỉ cần đưa Necroma hoặc là em Arceus ra là mình có thể thoải mái xuống ha, nên không nhất thiết phải vô ngay bây giờ. Và mở cái chat ra, được một cái đĩa. Sideway chưa biết gõ điểm sức mạnh. Ok để bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn nữa coi coi có gặp em Pokemon nào là lạ khác không nhá, rồi mình sẽ thử đánh và bắt luôn. Và cuối cùng thì cũng gặp được Pokemon huyền thoại rồi các bạn ơi. Deoxys. Wow, Pokemon này tay dài vậy. Ui đây có em Pokemon tay dài nè. Được nha, level 70 hả? Được, cho Keldeo thử vào trận coi. Vô trận em ơi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một kỹ năng yếu yếu trước để test sức mạnh cái đã. Lỡ mình dùng kỹ năng mạnh quá thì đánh một phát chết em này thì toang á. Keldeo mình cũng thuộc dạng mạnh lắm á, chứ đừng có đùa. Thử dùng đó. Tấn công một cái kéo được gần phân nửa cây máu rồi, không biết đánh một hit nữa em này có ngẫm không ta. Ui hên hên hên, còn một tí tẹo máu các bạn ơi. Giờ thì chần chờ gì nữa, dùng bổng chứa Pokemon liền thôi. Giờ thì đang gần gần sáng thôi, vẫn còn dùng được Dust Ball các bạn ơi, tranh thủ tranh thủ. Và ui tấn công một phát chết Keldeo mình rồi. Giờ thì cho Arceus vào trong để chịu sát thương thôi nhé, chứ hy vọng Arceus đừng có phản đam nha. Mình muốn bắt em Pokemon Deoxys này thử á, Pokemon tay dài. Và Dust Ball liệu có thể à, không không bắt được rồi, có vẻ em này khó tính lắm này. Nếu Dust Ball không thành công thì thử dùng một cái Love Ball đi. Còn Heavy Ball thì mình thấy em này kích thước không quá to nên mình nghĩ cũng không tới mức nặng mà dùng Heavy Ball đâu. Như vậy thì dùng Heavy Ball nó sẽ không phát huy tối đa cái tác dụng á. Giờ thì thử một cái Ultra Ball coi. Nói chung thì dùng Ultra Ball bắt mấy Pokemon hiện tại này cũng khá là ok. Và lần này ì không thành công rồi. Tưởng giống như là lần trước á, lần trước bắt em cái gì ta, Cobalion đó, mình dùng có một cái Ultra Ball bắt được luôn à, mà em này có vẻ khó rồi. Trời lại lỡ tuyết rồi nè các bạn ơi, vùng tuyết này rất là hay mưa tuyết luôn á.
nên cũng cản trở cái tầm nhìn của mình trong lúc đi khám phá khá là nhiều. Dằn co một hồi lâu thì cuối cùng mình cũng đã bắt được em Pokemon đó rồi các bạn ơi. Và phía bên này lại xuất hiện thêm Pokemon huyền thoại nữa. Ủa nhưng mà dưới lòng đất à? Regis. Pokemon gì lạ vậy? Lần đầu tiên mình gặp Pokemon huyền thoại mà xuất hiện dưới lòng đất nè. Thử xem coi đây là Pokemon gì nhá. Khá là thú vị đây. Và tới chưa? Biết có nghe cái hồ lava không nữa. Sợ nghe cái hồ lava thì mệt. Ui Pokemon gì lạ vậy? Hệ băng luôn. Mà sống ở dưới cái hang các bạn ơi. Được được được. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ coi coi cái em mình vừa mới bắt nè. Em Deoxys các bạn ơi. Wow, em này có vẻ hấp dẫn đấy. Mình sẽ thử cho em ấy hồi máu và vô chiến đấu luôn. Và đừng quên coi cái phần kỹ năng trước cái đã. Kỹ năng nè, em này hệ tâm linh và có tới hai kỹ năng hệ tâm linh, một kỹ năng hệ ma và một kỹ năng hệ thường. Nhưng mà chỉ có mỗi kỹ năng này là gây được sát thương thôi. Khó đây. Như vậy thì mình nghĩ là không nên đâu, tại vì 80 điểm sức mạnh thì đánh một phát là chết em Pokemon này á. Nên mình sợ không có bắt được. Giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cho Keldeo vô trong để đánh nhau quá. Vì Keldeo một lần đánh chắc không tới nổi quan sát. Legendary nhưng mà level 40 thôi. Ủa ngộ vậy? Legendary mà cấp thấp vậy? Vậy là đây là cơ hội để Seeder thể hiện rồi. Keldeo vô trong một xíu nha. Seeder ra chặn em ơi. Biểu diễn thôi. Pawn Sweep nè. Không ngờ một Pokemon cấp 40 huyền thoại như vậy mà mình lại tốn quá trời cái Dustball mới bắt được á. Nhưng mà không sao, cuối cùng mình cũng bắt được rồi. Và bên ngoài trời vẫn còn tối kìa. Bây giờ thì chắc mình sẽ trở lên trên để trở lại với công việc đi farm Pokemon rồi các bạn ơi. Chứ nãy giờ mình đi nghịch hơi nhiều rồi đó. Toàn là đi bắt Pokemon nhưng mà chứ đâu có farm được Pokemon đâu. Cái orb của mình nó chỉ mới có 368 thôi à, còn rất là lâu luôn á. Ok, để bây giờ mình sẽ đi farm thêm nhá. Ủa nhưng mà bên đây lại xuất hiện thêm Pokemon này nè. Marip. Ủa? Marip với em này. Hình như Marip tiến hóa thành em này đúng không ta? Mình thấy em này cũng kêu giống em Marip luôn nè. Không biết có phải không nữa. Và mình vừa mở ra được một cái Razor Cloud. Cũng khá là lạ đó. Cứ giữ trước đi. Dù này chắc hết Pokemon lạ rồi. Để mình sẽ đi bắt đầu cái hành trình farm Pokemon nhé. Bắt đầu với những em này đi. Mình gặp được một Pokemon tên là Vivillon các bạn ơi. Hình con bướm nè. Khá là đẹp luôn á. Để mình sẽ thử bắt em này nhé. Mới cấp hai mươi mấy thôi. Yêu thương em ơi. Mấy Pokemon xinh đẹp như vậy thì nên dùng lớp bon đi. Dùng lớp bon nè. Ui nhưng mà bay có vẻ khá là khó bắt. Ấy còn khiêu chiến mình á. Khiêu chiến mình thì mình dùng Quick Ball. Vừa khiêu chiến mình thì quýnh luôn. Ủa dùng bốn Pokemon luôn chứ không thèm quýnh á các bạn ơi. Thử xem một Quick Ball có bắt được không nhá. Ý được luôn kìa. Hên thiệt nha. Không ngờ lại bắt được với một cái quick ball luôn á. Và nãy giờ farm liên tục nhưng mà mình chỉ kéo nó xuống còn 341 rồi các bạn ơi. Cái này chắc phải cố gắng farm thêm trong thời gian với 2 tập rồi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt được cái cột mốc cuối cùng của cái orb này nhá. Và đằng này có một con boss. Cộng chần chờ gì, chúng ta cùng nhau đánh boss thôi nào. Và khi đánh bại con boss này mình sẽ nhận được thêm kẹo nè. Cũng khá là ok đó, một ít thịt nữa. Và coi nào, đằng xa xa còn một cái chat. Ý ý là nó có một em ấy nữa nè. Thôi farm tiếp thôi các bạn ơi, chứ giờ không farm là chắc rất là lâu thì mình mới có thể hoàn thành được cái orb á. Mở thử cái bộ cây chat này và mình nhận được, trời ơi, một cái chat tàu berry các bạn ơi. Phía bên kia vẫn có một cái chat nữa. Và hôm nay chắc mình sẽ đi tìm Pokemon huyền thoại dưới nước luôn đi. Vì dù sao mình cũng chưa có farm kịp mấy cái orb này mà. Trong lúc rảnh này thì mình sẽ đi tìm những cái Pokemon huyền thoại dưới nước nhá. Hình như huyền thoại dưới nước hình như có tới
hơn hai loại lận á, có bộ ba ao hồ nè, rồi còn có cả một Pokemon hình cá voi nữa cơ. Mình chưa tìm được Pokemon hình cá voi á nên chắc hôm nay mình sẽ thử đi tìm nhá. Ở đây có Pokemon gì là mình sẽ farm thêm đi. Và một hồi thì mình đã đi đến một cái khu vực ven biển này các bạn ơi. Và ở đây thì lại xuất hiện thêm Pokemon mới nè. Ui cái này tên là Snover. Cấp 35 mà. Thử nhá, liệu rằng một cái Quick Ball đi. Quick Ball có bắt được không? Biết đâu được Quick Ball mình chọi ra phát bắt được luôn thì sao? Quick Ball này hên su... Đi đánh bơ luôn. Em này đi hai hàng không mà các bạn ơi, tiếu ghê luôn á. Đi hai hàng thì em cho một trái bóng tình yêu nha. Cho bóng tình yêu. Ui. Chọi vô mà còn bị bể bóng nữa. Bể trái bóng nha các bạn, bể trái bóng chứ không phải bể bóng. Và bắt được rồi. Ôi may quá, vừa bể xong là bắt được. Cái gì vậy? Abomasnow. Pokemon gì mà to dữ vậy? Cái này có bắt được không? Hình như đây là boss rồi. Ui, hết hồn. Tự nhiên lấy gốc cây thấy Pokemon to tổ chảng ở đây luôn à. À em này là boss rồi các bạn ơi, nó không có bắt được á. Tiếc ghê luôn, mới chi em này là Pokemon ấy mình bắt về á. Wow, đánh đấng sáng tạo của mình hơn nửa cây máu luôn kìa. Căng thẳng thiệt á. Không ngờ lại mạnh như vậy. Chết không, nhưng mà rất tiếc nha, có Charizard ở đây phun lửa một phát. Kết liễu luôn và mình sẽ nhận được một cái đá nè, tỳ kỵ Z của hệ điện và một cái viên đá Mega. Ừ, cũng ok đó. Rồi và sẵn tiện đang gần biển thì chắc mình sẽ ra biển khám phá một tí luôn. Vì dù sao thì hôm nay thì mình cũng chưa farm kịp mà. Để trong thời gian giữa hai tập mình sẽ farm nốt. Nhưng mà phía đằng này có một Pokemon tên là Lobunny. Lobunny hả? Legendary luôn nha. Nguyên Pokemon. Nhìn lạ vậy. Chắc mình phải kiếm thêm Pokemon trợ giúp thôi. Tại vì mấy Pokemon Legendary thường thường á sẽ rất là mạnh luôn các bạn ơi. Không thủ sẵn với Pokemon xịn thì chắc khó mà đánh lại. Rồi, bà em Sider tạm thời vô trong xíu đi. Nãy giờ mình đang train cho em Sider để mau lên cấp hơn á các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lựa chọn cái dạng Pokemon giống như vậy. Chữa thương cho đấng sáng tạo một cái nè. Và sau đó tiếp tục chiến đấu thôi. 111 với 117 với 97 nè. Extreme Speed. Tấn công trước một cái để lấy lợi thế về máu trước đi. Nó biết ngay mà thế nào Pokemon Legendary cũng đánh bại mấy em Pokemon mạnh nhất của mình. Giờ thì thử em nào đây ta? Yveltal. Đúng rồi. Trợ thủ đắc lực Yveltal. Chưa đánh gục Yveltal đúng không? Nhưng mà Yveltal phản đam nè. Có vẻ phản đam không được mạnh cho lắm nha. Ui chưa kịp màu máu nó đã bị đánh gục tiếp rồi. Đi Dioxide. Thử thử trận chiến đầu tiên với Dioxide của mình nè. Và mình sẽ sử dụng kỹ năng hệ tâm linh thử xem. Đó, Dioxide mạnh thiệt các bạn ơi. Và có thêm kẹo nè, cái Ultra Necrozium Z và một cái viên đá Mega. Nhưng mà kho đồ của mình hiện tại đang đầy rồi. Chắc phải dọn dẹp đồ lại quá. Cái này thì mình sẽ nén cái bóng lên nè, hồi nãy cái bóng Pokemon của mình bị bể á, để mình sẽ nhặt vô. Có thêm không gian và nhặt tiếp mấy cái món đồ ở đây thôi. Nói gì là có thêm không gian nhặt đồ rồi. hên thiệt đó. Và rồi, giờ thì mình sẽ trở lại cái vùng biển này để farm thêm Pokemon nè, cũng như tìm thêm Pokemon Legendary thử xem nha các bạn. Phía xa xa đang có một em Pokemon tên là Latias các bạn ơi. Em này mình gặp được hai ba lần rồi nhưng mà chưa có bắt được nữa. Liệu rằng hôm nay mình có thể bắt được em ấy hay không? Thử luôn nhá. Đầu tiên thì mình sẽ quăng bóng chứa Pokemon ra cái đã. Đi mà phân ngột rồi. Quăng lại một lần nữa. Ui ca này căng đây. Sao quăng ngột quá vậy? Phải quăng trúng cơ. Quăng trúng nè. Yay, lần này thì đã quăng trúng rồi các bạn ơi. Và hai em này màu đỏ ta. Mình nhớ hình như em này còn màu vẹt. Ủa mà không, màu màu xanh lá cây với màu xanh nước biển nữa. Mình đã gần gặp hai cái màu đó rồi nhưng mà bắt màu đỏ cũng được và thử tấn công thường một cái coi. Đó, một hit đánh thường của mình thôi là kéo hơn nửa cây máu rồi. Cái này mình nghĩ mình bắt luôn đi các bạn ơi, chứ mình mà đánh thêm một hit nữa em này có nước ngấm củ tỏi thôi. Rồi đầu tiên là dùng Quick Ball trước nè để mình test thử coi liệu rằng Quick Ball có thể chinh phục được em này. Và em này á thì hình như có tốc độ rất là cao các bạn ơi. Mình thấy anh này bay vèo 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 trên trời luôn á.
thử dùng cái fastball rồi. Basketball có môn tốc độ cao là nên dùng fastball nha, để phát huy tối đa sức mạnh của quả bóng. Yay, cuối cùng cũng đỡ cảnh chóng mặt rồi. Không, không hiểu tại em này nhanh quá làm mình bị gung hay sao á, mà màn hình cứ gung liên tục các bạn ơi. Bắt em ấy mà chóng hết cả mặt luôn á. Ôi nhưng mà giờ dưới nước còn sao vậy? À đây đây đây, lội vô bờ một cái. Để mình lội vô bờ cái rồi mình sẽ đem em Latias đó ra ngoài rồi test thử luôn nhá. Để coi coi với kích thước bé nhỏ thì em ấy liệu có thể cưỡi mình nổi hay không. Rồi đầu tiên thì triệu hồi em ấy ra từ cái máy tính trước cái đã. Em cardio tạm thời vô trong xíu đi em ơi, nhường chỗ cho Latias nè. Em này nhỏ xíu à, và hình như em này còn có dạng mega nữa cơ. Đó, thì Mega sẽ có hai màu nhá, màu tím cũng như là màu xanh nè. Wow, thích thiệt á chứ. Ủa, em này có dạng Shiny màu vàng nè. Ui, thích nha. Ước gì mình gặp được em Shiny thì hay á, nhưng mà khó lắm các bạn ơi. Thôi kệ, có em màu đỏ thì cũng vui rồi. Đó, bé nhỏ vậy thôi chứ cưỡi mình le đi rất là nuột nà luôn, bay vèo vèo về phía trước nè. Chúng ta cùng nhau đến gần với cái chat đó thử xem nhá. Liệu rằng mở cái chat này sẽ rơi ra cái gì? Ui cha chat nè. Được một cái đĩa. Mimic, ôi cái đĩa này mình gặp một lần rồi, giờ lại gặp nữa. Nhưng mà không sao hết. Nói chung thì bắt thêm được em Pokemon huyền thoại mà hãy bay nữa thì mình cảm thấy khá là vui luôn á. Không biết em này sức tấn công như thế nào nữa. Từ từ thì mình sẽ test khả năng thực chiến của em ấy sau. Giờ thì cùng nhau đi tìm thêm Pokemon cũng như là farm thêm cái orb thôi nào. Thôi chưa chưa, từ từ. Cái orb đâu rồi? Úi. Ý. Thủy cung nè. Thủy cung này các bạn ơi. Ở đây có chim Belibir. Wow, không biết gần gần thủy cung này có Pokemon huyền thoại không ta. Để mình lượn thêm vài vòng nữa cái đã. Nói chung gặp được thủy cung thì cũng khá là ok. Mấy hôm trước á, mình ra biển mình có gặp mấy em Pokemon hình dạng của cá mập với các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay sao không thấy em nào hết ta. Có Pokemon xịn rồi cái tìm em mấy cái trốn mất tiêu luôn rồi. Định bắt á, mình thấy dạng em ấy tiến hóa lên thấy cũng khá là mạnh. Quýnh mấy em Pokemon mình á, ngất lên ngất xuống luôn. Mà hôm nay không thấy em nào hết vậy. Các bạn vừa nhìn cái vùng biển kìa, tĩnh lặng ngay luôn á. Lưa thưa chỉ có mấy em chim bay ngang thôi chứ dưới là không thấy gì luôn á. Thôi kệ đi, tạm thời thì mở chat trước cái đã. Rồi tính gì tính, được thêm một cái đĩa Low Sweep. Bao nhiêu điểm sức mạnh? 65 cũng tạm. Và một cái đĩa Ray Run Ray. Cái đĩa Ray Run Ray này khá là dễ gặp luôn á. Mình lâu lâu mở ra hoài à. Và lại là mấy em Makicap thôi. Ui có em Pokemon gì nhỏ xíu vậy? Chưa biết nữa. Nhưng mà thật sự là mình rất là muốn tìm mấy em Pokemon cá mập á. Ok để mình đi thêm một đoạn nữa nha. Nếu không được thì mình sẽ ra thiệt là xa luôn. Quyết tâm tìm cho được em ấy thì thôi. Giờ gặp cái Master Chat mình mới chợt nhớ mình chưa có chế cây rìu các bạn ơi. Để giờ mình sẽ lấy một ít cái kim cương mình ra mình làm cho mình cây rìu cái đã. Có rìu kim cương thì chặt mấy cái cây đột nhập vô trong để lấy chat nó sẽ dễ dàng hơn á. Rồi giờ thì tạm thời mình sẽ đục một cái khúc gỗ cái đã. Rồi sau đó làm cho mình một cái bàn chế tạo. Khổ nỗi đi gấp quá không có cây rìu đi chặt cây luôn á. Rồi đặt cái gỗ lên đây nè, làm bàn chế tạo một ít que. Rồi sau đó bắt đầu chế tạo luôn thôi. Cái điều kim cương đây. Mặc dù nó chưa được enchant nhưng mà dù sao nó cũng tốt hơn so với việc mình dùng tay để đập á. Nó gì nè. Mấy trường hợp khó vô quá thì mình sẽ dùng cách này để đột nhập vô trong cho dễ nha. Và mở ra. Lại được một cái đen đen này nữa. Sao mình ưa mở ra mấy cái đó ghê luôn á. Rồi vứt mấy cái que đi. Và đi tiếp thôi các bạn ơi. Mình tìm dưới nước miết á mà không có thấy cái em Pokemon cá mập đó đâu hết. Nên mình lạc trôi vô bờ một xíu để tìm thêm Pokemon lạ. Chứ tìm hoài ngoài mà không thấy nó cũng hơi kỳ kỳ. Đây có Biriel nè. Ừ, hay là thử đánh Biriel ta, biết đâu đánh Biriel ra Master Ball đó các bạn ơi. Sẵn đó test sức mạnh của em Latias luôn. Ui nhưng mà em ấy chưa có hồi máu sợ đánh không lại rồi. Chết không, tội em ấy ghê luôn á. Vậy thì cho đấng sáng tạo vô đi. Đấng sáng tạo, chuẩn bị ăn hành của đấng sáng tạo ta đi, Biriel à. Này thì Biriel nè. Bị đấng sáng tạo quýnh một cái hơn nửa cây máu luôn và kết thúc trận đấu thôi. Mang về cho mình được một cái Soganium Z.
Nhưng mà mình full đồ thì vứt cái này đi để nhặt cái viên đá sét nhá. Rồi đi tiếp thôi nào. Ý, nhưng mà khoan, em này không phải hệ bay, em này là hệ rồng và hệ tâm linh các bạn ơi. Mình sai rồi, mình sai rồi, em đó hệ rồng hệ tâm linh. Ui, cứ tưởng em phải hệ bay chứ, ai về hệ rồng hệ tâm linh. Ra là vậy. Ở đây có em biết gầy nè, chưa có tiến hóa. cũng được cũng được, nhưng mà mình vẫn muốn đi tìm cái em Pokemon cá mập hơn thôi. Rồi giờ thì đi tiếp thôi nào. Mình gặp được một em Raichu ngoài tự nhiên nè. Wow, không ngờ Raichu mình lại gặp được ngoài tự nhiên luôn nè. Hên ghê vậy. Phải bắt mới được. Đây là một em Pokemon mà Raichu đầu tiên mình gặp được. Mình sẽ sử dụng cho em ấy một cái lớp vòn nha. Bóng Pokemon yêu thương nè, chịu đi em ơi. chịu đi mà. Nếu anh bắt được em. Chịu đi. Có vẻ hơi khó tính nhưng mà mình sẽ thử bắt em ấy nha. Khó tính nhưng mà cũng chịu vậy, đợi của mình rồi. Không ngờ lại gặp Raichu ở ngay khu vực này chứ. Ở đây có Bilipup Pokemon này mình bắt chưa ta? Để mình xem lại coi mình bắt chưa nha. Bilipup có vẻ là hình như chưa bắt thì phải. Nếu chưa bắt thì chần chờ gì nữa, về với đội của anh đi. Bóng Pokemon yêu thương nè. Vô 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 em ơi. Yêu thương nha. Và ta đã. Ui. Nhìn nhỏ nhỏ dễ thương nhưng mà sao có tính vậy. Khó tính. Trời mà bể bóng chứa luôn. Căng thẳng thiệt sự. Ý nhưng mà được luôn rồi nè. Làm hư cái bóng của mình á mới chịu vô về đội của mình chứ. Đánh vậy thì mình sẽ đỡ phải gây sát thương cho mấy em ấy á. Ở phần vùng này có quá trời Bilibup luôn nè. Wow, được á, được á. Rồi phía bên này có thêm một cái Master Chest nữa. Mình sẽ đột nhập vào trong để mình lấy nhá. Đây, chặt cái này cho nó nhanh. Có rìu rồi, chần chờ gì nữa. Mở luôn. Được một cái đĩa ngủ. Sleep. Sleep Talk các bạn ơi. Chắc mình dùng kiểu này cái Pokemon đối thủ bị ngủ quá. Ngủ thì hình như không thể phản công được mình á. Ui, ở đây con rắn Akan làm giật mình à. Làm giật mình thì farm luôn để kiếm thêm cái orb á. Được thịt thôi, không lấy đâu. Và bên kia còn cái Master Chest thì kìa. Ngần ngại gì mà không qua lấy thôi. Ở đây có Pokemon hồng hồng đã vậy. Stuffle. À, em này hệ chiến đấu mà hệ thường, dễ thương nha, cấp 24 hả? Yêu thương em ơi. Mình gặp, hôm nay mình gặp quá trời mấy Pokemon dễ thương luôn á. Ui nhưng mà dễ thương đi kèm với khó tính. Không sao hết, mình sẽ dùng một cái Dustphone tại vì trời cũng đang sập tối rồi. Bắt cho nó nhanh đó các bạn ơi. Đó, được rồi nè. Dùng Dustphone mới chịu á. Rồi, giờ thì mở thêm cái Master Chest nữa đi. Mấy em Kanuma thì mình sẽ không bắt đâu. Ui. Ui, có em Wombo kìa, con sâu. Ghê quá. Các bạn có sợ sâu chứ mình cũng hơi sợ sâu một xíu. Và phía này có một cái điểm Rock Slide 75. 75 cũng khá ổn. Ok, để bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn nữa coi coi còn gặp Pokemon nào không nhá. Chứ mấy em cá mập trong ngày hôm nay là thấy tìm không được rồi. Toàn gặp mấy em Pokemon giống giống cá voi không à. Lại thêm một cái đĩa Bullet có 25 sức mạnh thôi. Hơi bị yếu luôn. Mấy tập trước thì mở toàn ra đĩa mạnh, giờ thì toàn ra mấy cái đĩa sức tấn công yếu yếu không à. Chắc nó bù trừ cho nhau á. Rồi và trên này có em Pokemon nào lạ không? Gheo đút tí hon nè. Có em thì cũng to lắm á, nhưng mà cũng có em bé xíu hả các bạn ơi. Hình như vùng này có mấy em Pokemon, nhiều Pokemon hệ đá lắm. Mình cũng có nhiều cái viên đá xếp ở nhà mà cho mấy em hệ đá nữa. Để mình đi săn tìm trên vùng này coi biết đâu gặp. thử vận may thôi các bạn ơi. Ủa? À đây nè, đây nè, đây nè. Một Pokemon hệ đá đây các bạn ơi. Đây là rắn Onix. Và em này chỉ mới level 11 thôi. Mình sẽ thử bắt bằng một cái Dustphone đi. Tại vì trời giờ cũng mới có gần sáng thôi chứ chưa có sáng hẳn ấy. Vẫn còn dùng được cái Dustphone. Nhưng mà phóng em này. À đây đây, bắt được rồi nè. Liệu rằng có chịu hay không? Hy vọng là chịu đi.
Ý, bắt được rồi, bắt được em rắn Onyx rồi nha. Và em ấy sẽ cho vô ô nào đây? À, có phải ô cuối cùng không? Không phải hả? Vậy em ấy ở ô nào? Đây 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 rồi, đây rồi, chuyển về máy tính rồi. Em này là Pokemon thể đất và đá các bạn ơi. Cũng khá là ok, bắt được em ấy rồi. À, hồi nãy mình nhìn trên ngọn núi này có một vài nhà huấn luyện Pokemon thì phải á. Để mình lên đây kiểm tra coi 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 có phải không. Đây nè, 64. Ui, tưởng đâu nhìn bác này cứ tưởng là cái bác dạy kỹ năng không chứ. Mình đang cần bác dạy kỹ năng cơ. Nhưng mà không gặp rồi, tiếc ghê luôn á. Ok, để mình sẽ đi thêm một đoạn trên cái ngọn núi này coi coi còn gặp em Pokemon nào là lạ khác không nhá. Rồi mình sẽ đánh cũng như là bắt thử mang về nha các bạn. Mình cũng không tìm thêm được cái em Pokemon hình cá mập các bạn ơi. Mình quyết định trở lại cái khu vực này. Nhưng cái ọt của mình nó chỉ có giảm xuống còn 331 thôi. Cái này mình sẽ cố gắng hơn trong thời gian với 2 tập thôi. Chứ biết sao giờ giờ là không đủ để cho vô đây rồi đó. Đó, nó chưa có đầy các bạn ơi, phải đầy cái này thì mình mới có thể cho vô được á. Ok, tạm thời thì cho là Latias vô trong nè và trở về làng của mình thôi. Không sao hết, hôm nay về thì mình cũng khá là bội thu rồi chứ bộ. Bắt được một em Latias nè, cũng như là một em Deoxys á. Hai em Pokemon này thì mình thấy đều khá là đẹp. Mỗi em thì có sức mạnh nè, một em thì có tốc độ. Rất là thích nha. Trong ngày hôm nay á, thì mình cũng đã tiến hóa em Tyranitar trở thành Tyrantrum nè. Và em Omanyte thành Omastar các bạn ơi. Bắt thêm em bọ nè. Rồi thêm một em gắn đá với cá cá Pokemon lạ lạ khác nữa. Và trong thời gian 2 tập mình sẽ cố gắng hết sức để farm được cái Roselle Orb này nhá. Để mình còn triệu hồi Pokemon từ cái ngôi đền đó nữa. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop lọc Sutaki, shop bán acrylic giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.